Mô. Có phải bác Mô đấy không? Chào chị Thông Tinh. Vừa rồi chị có thấy một ông khách nào đeo một cái túi rất to đi qua đây không? Khách ạ? Vâng. Khách thì qua đây nhiều, nhưng mà thú thực tôi không để ý. Là nhỉ? Rõ ràng hắn đi vào khách sạn mà. Bác Mô, tôi xin cảm ơn bác và hai em ở công ty 3M. Ồ, cảm ơn tôi à? Cảm ơn vì chuyện gì ạ? Tôi xin cảm ơn bác và hai em đã giúp đỡ chúng tôi điều tra phân tích rượu giả trong khách sạn. Công việc này khiến 3M rất mệt mỏi và đôi khi còn nguy hiểm đến tính mạng nữa ấy. Tôi xin cảm ơn bác. Này chị. Dạ. Ai đã tiết lộ với chị điều đó thế? Chuyện này đâu có phải riêng mình tôi biết, mà tất cả mọi người trong khách sạn đều biết. Bác Mô, tôi đang định tuyên dương thái độ làm việc của bác với hai em để cho mọi người cùng noi gương và học tập. Tôi chết, chị không nên làm như thế. Kìa bác đừng khiêm tốn thế. Đúng đấy bác Mô ạ. Chúng cháu đã nghe chuyện bác và hai anh, chúng cháu rất là cảm động. Chị Thục Trinh, tôi có chuyện muốn được trao đổi riêng với chị một chút. Dạ vâng, có chuyện gì bác cứ nói đi ạ. Nhưng ở đây không tiện, có lẽ ta gặp nhau ở chỗ nào kín đáo một chút nhỉ. Vâng, thế thì mời bác sang bên kia vậy. Nào, mời bác. Dạ vâng. Alo, mày đang ở đâu ấy? Thôi chết, mày đứng im đấy đợi tao. Đừng để anh nhìn thấy nhá. Dạ vâng ạ. Mời bác ạ. Vâng. Chị Thục Trinh ạ, việc phân tích rượu của chúng tôi loang ra như thế tôi lo quá. Tại sao khách sạn nhiều người biết công việc của chúng tôi thế? Kìa bác có gì mà phải lo ạ? Bác và hai em cũng coi như là người nhà của khách sạn rồi. Với lại công ty 3M cũng đang giúp chúng tôi giải quyết công việc đấy sao? Công tác điều tra có nhiều chuyện rất phức tạp, chị không hiểu được đâu. Đến bây giờ tôi thực sự lo lắng cho khách sạn của mình đấy. Bác có thể cho tôi biết lý do được không ạ? Tất nhiên chúng tôi sẽ điều tra thêm, nhưng tôi cảm thấy là... Bác cảm thấy gì ạ? Ở khách sạn này không phải chỉ có một đường dây hàng giả, mà còn một đường dây phạm pháp rất lớn. Chị Thục Trinh ạ. Ôi dồi ôi, đến thế cơ? Vâng, điều đó hầu như là chắc chắn. Bác Mô ơi, tôi sợ những rắc rối của xã hội lắm. Tại sao khách sạn của tôi lại dính vào những chuyện tây đình như thế hả bác? Thục Trinh cứ bình tĩnh, chuyện đâu sẽ có đó. Bác Mô ơi, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi không biết bấu víu vào ai bác ạ. Đã có chúng tôi, Thục Trinh đừng lo. Có ai thấy mày vào đấy không? Em làm như ma thế thì làm gì có ai thấy? Có ai theo dõi mày trên đường đi không? Mà nói đi để tao còn liệu. Đại ca cứ cẩn thận thế làm gì? Chả có ai theo dõi bọn em cả. À, có một thằng rất khả nghi, nhưng bọn em cho nó ăn khói rồi anh ạ. Nghe này. Này, thằng trên xe tải đấy. Bác tìm nó mãi, sao nó lại ở đây nhỉ? Cháu phải bám sát nó vào. Nó đang chuẩn bị đi giao hàng đấy. Xe tải chở hàng vẫn còn ở dưới cửa. Bác để cháu. Nhưng phải hết sức thận trọng. Bác cảm thấy sự việc càng ngày càng phức tạp. Cháu bám thật sát vào, xem nó gặp những ai nữa. Cháu cũng thấy xuất hiện nhiều đồ mối rồi bác ạ. Dưới cửa có xe ôm rồi, cháu bảo người ta chở đi. Vâng, bác kia yên tâm. Vâng, về đây. Dạ, xong rồi anh ạ. Việc hôm trước tao giao mày làm xong chưa? Quái, sao lại là thằng này nhỉ? Dạ, chưa anh. Thế thì về làm nốt đi, ra đây làm gì? Nhưng em đi về bằng cái gì? Ra gọi xe ôm mà về. Đi đi. Thank you.
Trời ơi, lại nó. Cái gì nhỉ? Ta thoát được sao? Mẹ chào My. Sao hôm nay nhiều chuyện lạ thế nhỉ? Làm cái gì đấy? Đưa thêm ít tiền đây. Tiền? Lúc nào cũng tiền. Vừa mới đi hôm qua rồi sao? Trời ơi, không đủ. Xăng dầu bây giờ nó lên giá rồi là không đủ, làm sao mà đi được. Thôi 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 thôi. Nghe đây, đây 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 đây. Cầm đấy, cầm đấy. Rồi biến đi, biến đi. Ấy cái chằm vàng nào. Thế là thế nào? Sao lại thế? Tình hình vẫn căng cả gan. Tao thấy dạo này cũng em rồi. Hay là các mẹ Thục Trinh sắp bày ra một chiêu gì mới, tao không biết. Nhưng cứ phải cẩn thận. Biết. Nhưng em nghĩ người bố em vòng tròn tượng trưng như sự luẩn quẩn bế tắc trong cuộc sống gia đình. Anh tình cờ đi qua đây thôi. Ui giời, em gọi điện cho anh mãi mà không được. Tìm anh mà chẳng biết tìm ở đâu cả. Anh Mẫu ơi, đi đóng phim với bọn em đi. Đi đóng phim nhá? Ừ. Đóng phim gì cơ? Thôi anh cứ ngồi lên đây đi, không phải hỏi đâu. Đi, em hẹn đoàn phim rồi mà. Để anh đèo cho. Vâng. Này, không biết đi xe à? Lạ thật đấy. Mà bé bé cái mồm thôi. Thôi, để em đèo cho nhanh nhá. Đi đèo đi. Đi. Mày anh kiểu anh ba đô béo cực, cười cực. Ơ, sao lại vào đây? Thì đoàn phim hẹn ăn trưa trong này mà. Thôi vào đây đi mọi người.
Đi ở đây anh mỡ. Làm gì em ơi? Ui giời, cứ phải hỏi làm gì, làm gì, ai lừa anh mà phải làm gì. Bọn em đóng phim cùng với Trà My anh biết không? Trà My ca ngợi anh hết lời với ông đạo diễn mà xin đi một vai đấy. Dạ. Đây là đây là. Bao nhiêu người xin vai mà không được đấy anh ạ. Trà My là vai chính nên mà xin được. Thế nhưng bọn em á, còn lâu nhá. Mày để tao. Nói gì thì nói, thì bỏ cái tay chứ. Nhưng anh có biết đóng phim bao giờ đâu. Ôi giời, anh không biết đóng phim thì đạo diễn sẽ thử vai cho anh. Nhìn cá to đẹp trai đúng không? Chắc chắn là sẽ được. Mày nhỉ. Ơ, mày nhìn gì đấy? Thế mấy quản này là ai mà nhìn mình ghê thế hả anh? Anh có quen bọn họ không? Không. Chắc bọn em là diễn viên nổi tiếng nên người ta nhìn thấy mà. Thế à? Ừ. Thế giờ tạm tin là như thế. Thắng ơi, hả? Đừng để lộ anh ở đây nhé. Các bạn dùng gì? Vâng, xem một lát, xem với. Này, anh Mỡ trông vẻ hồi hộp nhở? Anh Mỡ đừng lo, ai mới đầu đi đóng phim cũng đều như thế cả. Như bọn em á, thì quen rồi, anh không phải lo đâu. Anh thấy hơi hồi hộp. Đâu, gọi gì đấy? Hộp thì uống coca nhá. Hai bạn uống nước cam. Mấy chị ơi, em hai cốc coca cả, hai cốc nước cam. Ừ, được rồi. Các bạn chờ một chút. Yeah. Bác nghĩ thế này. Chắc chắn là thằng Mỡ đã nhảy lên chiếc xe tải rồi. Là bởi vì sau khi chiếc xe tải phóng đi, tay chở xe ôm của thằng Mỡ còn chạy vào tận đây tìm bác để đòi lại tiền cơ mà. Vâng, cháu cũng nghĩ như bác. Không hiểu nó xoay sở thế nào. Nó còn non quá bác ạ. Khổ thân thằng bé. Không biết chiếc xe tải chở nó đi tận đâu nữa đây. Nếu như móc nối các sự kiện lại với nhau thì cháu thấy bác cháu mình phải hết sức cẩn thận. Ý cháu là đây nhá. Thằng xe tải đến tận khách sạn này để tìm thằng Thái, chứng tỏ thằng Thái ít nhất phải có quan hệ với hai người trong đường dây hàng giả đó. Cũng có lý. Có lý quá chứ còn gì nữa. Nếu như thằng Thái mà biết bác cháu mình đang điều tra phá án, rất khoát nó sẽ đề phòng cảnh giác. Như vậy có khi nguy hiểm đến bác cháu mình đấy. Mốc ơi, nó biết rồi đấy. Biết rồi. Phải. Tại sao nó biết? Ai nói cho nó mà nó biết? Ôi, thì cái vụ bác cháu mình thử rượu giả bị say cả khách sạn ai chả biết. Chị Thục Trinh lại còn cảm động, lại còn định biểu dương tinh thần anh em mình trước nhân viên toàn thể khách sạn nữa cơ. Ôi chết rồi. Tại sao lại chơi khó nhau như thế? Bà làm thế khác nào trói chân bác cháu mình lại. Không phải là chị định chơi khó mình, mà đàn bà hay xúc động, mình cũng phải thông cảm. Ôi sao? Nhưng mà này, sau khi nghe bác phân tích về tính chất nghiêm trọng của vụ án, chị rất sợ hãi. Chị ôm chặt cái tay bác thế này này. Ôm tay bác? Ừ. Xong thế nào? Xong thì đầu lại gục vào đây này. Gục vào đây? Ừ. Rồi thế nào nữa? Rồi. Ôi dào ơi, gục vào đây, vào đây, vào đây, vào chỗ nào thì cũng phải giữ bí mật chứ bác. Cháu thấy lo cho thằng Mỡ quá đấy. Này, từ giờ đi nhá, hai bác cháu mình phải rất cảnh giác nhá. Đi đâu phải có nhau, phối hợp phải thật ăn ý. Xin mời tất cả mọi người. Mời các anh ạ. Hôm nay chúng em vui quá được đón toàn là đạo diễn với cả biến kịch nổi tiếng. Em ơi, tốt quá rồi. Các cậu chủ động quá. Có gì đâu anh. Chúng em chuẩn bị mãi từ sáng. Chào các nghệ sĩ trẻ. À, chào đạo diễn. Các em đến rất đúng giờ. Xin chào các diễn viên. Này. Dạ. Sao lại ngồi đây? Thôi anh yên tâm, em chuẩn bị đâu vào đấy rồi ạ. Ngay kia thôi anh. Chủ đà lắm anh ạ. Tốt. Thế này nhá, hôm nay các anh các chị diễn viên cố tình tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để đón tiếp đoàn phim chúng ta. Xin mời tất cả lên sân khấu nhỉ. Xin mời tất cả mọi người. Vâng, mời đạo diễn hay là tiệc lớn, mời tiệc nhỏ rồi anh nhỉ. Chami. Chami. Các ông ấy gọi bọn em là em. Anh thấy xưng hô thế nào cho tiện? Anh là con trai này, anh cứ gọi là bác đi. Mấy ông ấy bằng tuổi nội em cơ. Nhưng mà không sao, tính nết trẻ trung lắm. Anh ra đây để em giới thiệu với đạo diễn. Đạo diễn ơi, đạo diễn, đây là anh Mỡ mà em đã giới thiệu với đạo diễn từ lâu ạ. Cô Trà My đã giới thiệu rất nhiều về cậu với tôi. Thế cậu đã đóng phim bao giờ chưa? Dạ cháu chưa ạ. Này, nghệ thuật điện ảnh là một môn nghệ thuật được phép trưng dụng tất cả các diễn viên quần chúng. Báo cáo đạo diễn ạ, thế anh định phân cho cậu ấy vai gì? Trông cao giáo nhanh nhẹn như thế này, phân cho vai tỷ tướng của Thoát Hoa được đấy. Này, chịu khó nhé. Hãy bắt đầu từ những vai nhỏ cho nó quen dần nhá. Vâng ạ.
Quả là đạo diễn có con mắt tinh đời ạ. Dạ. Cậu này vào vai tỷ tướng là ổn đấy. Này, dạ, cậu sẽ đảm nhận vai đó chứ? Dạ, cháu sẽ cố gắng ạ. Tốt. Thế thì tốt. Thôi, phân đấu. Được rồi, vâng. Ta vào chỗ ngồi đi. Xin mời các bạn. Mời anh. Này, lên trước đi. Sao anh ngồi như thế? Ngồi dưới đây hỏng hết cả bánh kẹo của tôi à? Đây, nghe sự phân công của tôi nhé. Thế bây giờ công chúa xinh đẹp ra ngồi cả đạo diễn đi. Được rồi, còn em chân dài này, anh biên kịch. Được, 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 ngồi ngồi với em. Được, 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 tớ sẽ ngồi đây. Đây, anh này, còn em áo vàng xinh đẹp của tôi. Được chưa? Nào đấy con, ông máu vào đây ngồi đi. Nào, 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 tất cả ngồi đi nào. Tất cả bây giờ chúng ta bắt đầu liên hoan rồi đấy. Này, tớ nói cho cậu nghe. Làm nghệ thuật là phải biết hóa thân, là phải biết dâng hiến, là hết mình các em ạ. Chúng tôi đang làm một bộ phim lịch sử để ca ngợi chiến công hiển hách của quân và dân nhà Trần đã ba lần chiến đấu và chiến thắng quân Nguyên Mông. Mà em đã biết chiến công của nhà Trần rồi chứ hả? Dạ. À vâng, em đã giới thiệu với anh ấy rồi ạ. Tuổi trẻ các bạn bây giờ lười đọc lịch sử quá. Nếu không đọc lịch sử thì làm sao mà chúng ta biết tôn trọng quá khứ, có phải không ạ? Cổ nhân đã có một câu rất thâm thúy: nếu anh bắn vào quá khứ một phát súng lục thì tương lai sẽ đáp trả anh bằng vài loạt đại bác. Vài loạt đại bác. Về học lại lịch sử đi nhá. Vâng ạ, vâng ạ. Tốt. Đoàn chúng ta đang làm một bộ phim về đề tài lịch sử, nói về một giai đoạn hoành tráng và bi thương của dân tộc, xoay quanh câu chuyện vua nhà Trần buộc phải gả công chúa yêu của mình là An Cư công chúa cho tướng Giặc Thoát Hoang để ngăn cản bước tiến của quân Thủ. Các bạn có hiểu không? Vâng. Để đáp lời của đạo diễn, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu các diễn viên đảm nhận các vai chính trong phim. Đây là Thoát Hoang. Còn đây là Toa Đô. Kế bên trái cậu là Ô Mã Nhi. Này, toàn diễn viên cỡ sao cả đấy. Họ đã từng đóng rất nhiều phim. Đúng. Dạ vâng ạ. Cháu thấy các anh ấy trên TV rất là nhiều rồi ạ. Em xin được giới thiệu lại ạ. Xin giới thiệu với em. Đây là đạo diễn Khinh Tài, một đạo diễn rất nổi tiếng. Và bên cạnh là nhà biên kịch Tấn Trang, một tài năng lớn của làng biên kịch. Ông đã viết rất nhiều kịch bản và đến chính ông cũng không thể nhớ được hết, có phải không ạ? Xin đa tạ các bạn đã quá khen, xin đa tạ. Có gì đâu anh, còn chưa hết. Em là người trong nghề được ngồi với các vị tiền bối như thế này là tốt lắm đấy. Đúng đấy em ạ, không phải ai cũng có được vinh dự như thế đâu. Em là người may mắn lắm đấy. Vâng ạ. Dạ thưa bác, tên vừa rồi của bác là tên thật hay bút danh ạ? Tất nhiên là bút danh rồi. Thế còn tại sao mà tôi lại dùng bút danh đấy? Tiện đây, tôi cũng xin tiết lộ hôm nay cho mọi người cùng biết. Nào, xích cả lại gần đây. Ở đời, người ta cứ coi trọng tài năng, quan trọng hóa tài năng. Điều đó đúng, không sai. Có đúng không nào? Đúng rồi. Nhưng đấy chỉ là với những người không có tài năng thực sự. Còn với những người có tài năng thực sự, khi đã đạt đến đỉnh điểm, đến mức siêu việt, thì đó ở đẳng cấp Khinh Tài. Các bạn đã hiểu chưa? Thì ra thế. Vậy mà bí mật này lâu nay bác cứ giấu, làm cho anh em trong nghề cứ phải đoán già đoán non. Hay là bác quá cần tiền? Thì ra là Khinh Tài. Hay, Khinh Tài là như thế đấy. Đúng như thế. Xin bái phục. Bái phục. Rất cảm ơn. Nhân hôm nay tôi cũng xin bật mí cho các bạn biết luôn. Bật mí gì? Vì sao tôi lấy bút danh là Tấn Trang? À. Vì sao tôi lấy bút danh là Tấn Trang nào? Có ai biết không? Không ạ. Ngại. Có biết không? Cháu không biết ạ. Các cụ ngày xưa có câu: đọc nghìn trang sách, ý nói những thức giả thông thái. Nhưng mà xin lỗi, đọc nghìn trang sách với tôi thì chả thấm tháp gì, ăn nhầm gì nào. Tôi đã từng đọc thiên kinh vạn quyển. Nói không ngoa, nếu mà đem cân lên ấy, thì phải hàng tấn trang sách.
hàng tấn trang sách, hiểu chưa nào? Nào, ôi dồi ôi. Nói thật, em mà đọc như anh thì chắc cái đầu em nó nổ tung mất. Tất nhiên. Mà hỏi sao anh lại lấy bút danh là Tấn Trang, quả thực không sai. Lần này tôi lại xin bái phục ông. Nhân tiện đang vui thế này, tôi xin đề nghị đạo diễn mì răng sen luôn cảnh ba tướng nhà Nguyên với An Tư công chúa. Này, tôi mê nhất đoạn đấy đi không ạ? Đúng đấy ạ, đúng đấy ạ, đạo diễn ạ. Nhưng mà liệu mì ở đây có tiện không? Có gì mà không được. Tiện quá đi chứ nào. Diễn viên thì ta có rồi, sân khấu đây rồi. Em có ý kiến, ta sẽ cho cậu bé này vào thử vai để học hỏi kinh nghiệm luôn. Đúng đấy. Được, nếu thế thì chúng ta có thể làm ngay bây giờ. Hoạt động một tí để chút nữa ông đưa cho nó ngọt. Được không? Nào, mọi người chuẩn bị đi. Ông Trang. Dạ. Ông viết cho tôi lời thoại, đưa cháu học luôn để tí nữa vào thử luôn tay nhá. Nhất nào, trí. Mọi người nào, dọn đi nào. Dọn đi. Dọn nào. Khẩn trương lên nào. Đó đi. Xếp mấy cái ghế bên kia. Bên cẩn thận nhá, nặng đấy. À, tư thì cũng phải. Rồi, nhìn. Ôi dồi ôi. Dọn dẹp cẩn thận nhá các cháu nhá. Vâng, vâng. Để gọn gọn vào. Đấy, được rồi. Nào, bên cái bàn đi. Hết rồi, hết rồi. Để gọn vào nhá. Xong rồi ạ. Rồi. Về nhầm lời đi. Nào, khẩn trương lên. Đến học lời đi. Đây rồi, ba cô này ở đây, nhẩm lời đi nhá. Vâng, làm vâng, việc vâng. Ngay bây giờ đấy. Mới được làm phim thích không đấy. Đây không? Anh mỡ ra đây. Này, anh sắp đóng phim đấy à? Ôi anh mỡ giỏi thật đấy. Giỏi thật nhờ. Này, đây là lời thoại của cậu nhá. Cậu học thuộc cho kỹ đi, rồi lát nữa diễn cho đạo diễn xem nhá. Vâng ạ. Nào đọc đi. Thưa điện hạ, nguy tai nguy tai, quân ta lại gặp Phạm Điện Súy thì khổ rồi. Nhưng mà chú ơi, có từng này thôi ạ? Có thế thôi, nhưng nó chứa đựng cả một hào khí dân tộc lúc bấy giờ. Không phải đơn giản đâu các cháu ạ. Nào cậu đã nắm được chưa? Liệu có thuộc được không? Dạ thuộc được ạ. Thế thì học đi chứ còn đợi gì nữa. Học đi nhá, lát tôi kiểm tra đấy. Đấy, em xem nào. Thưa điện hạ, nguy tai nguy tai, quân ta mà gặp Phạm Điện Súy thì khổ rồi. Chuẩn bị. Action. Bravo. Bravo. Tiếp tục. Đám cỏ nước Nam, phá hết, đốt hết, giết hết chúng ta, diệt hết vợ tôi nhà Trần, đao mã lăng mầu voi dày người thái. Ôi, thật đúng là tinh thần của quân xâm lược. Công chúa, anh tôi công chúa đâu, chạm đi đâu, vào hình. Thưa Trần Nam Vương, thưa điện hạ, xin hãy khoan thứ, xin hãy dừng bước hành binh. Ôi diễn thế à, xúc động lên, nâng tình cảm nó lên, nước mắt, ra nước mắt đi. Điện hạ tướng công, xin đừng giết hại phụ hoàng của thiết, xin đừng tàn sát dân lành, thần thiết cắn dâm cắn cỏ cầu xin điện hạ. Xúc động quá, thiên vơi đến thế là cũng... Bị tướng đâu, bị tướng ba hình. Tỷ tướng đâu? Tỷ tướng đâu? Tỷ tướng, tướng, tướng vào hình. Anh mỡ, anh là tỷ tướng đây, vào đi. Đi vào đi, em đi. Ôi giời ơi, người ta gọi anh đấy, đi vào đi. Nhanh lên. Cố lên. Thưa điện hạ, nguy tai, nguy tai. Có anh quân của Phạm Ngũ Lão. Nói vớ vẩn gì thế? Nói lại đi. Thưa điện hạ, nguy tai, nguy tai. Quân ta là gặp quân của Phạm Ngũ Lão thì khổ rồi. Giời ơi, mấy làm cái gì thế hả? Phạm Điện Súy chứ thế này Phạm Ngũ Lão. Ông Trang. Dạ. Ông sửa lời kịch bản đấy à? Không, tôi sửa đâu. Thế tại sao lại nói thế? Đây. Phạm Điện Súy. Đúng rồi. Phạm Điện Súy. Thế tại sao cậu lại nói không đúng? Dạ, nói như thế thì không đúng ạ. Không đúng cái gì? Dạ, không đúng lịch sử ạ.
cậu không đùa đấy chứ. Cậu thì biết gì về lịch sử nào? Dạ, thưa bác, trong sử viết khác bác ạ. Khác thế nào? Cậu nói tôi nghe. Cậu cứ nói đi. Dạ, nếu cậu tài giỏi như vậy thì cậu cứ nói để cho mọi người cùng biết. Hả? Sự thật lịch sử như này ạ. An Dương công chúa được vua Trần dâng cho Thoát Hoan là để làm chậm bước tiến quân Thù trong cuộc xâm lược lần thứ ba của chúng vào năm 1285 ạ. Đúng. Cậu này có vẻ cũng đọc lịch sử đấy. Dạ, nhưng mà thưa bác, trong năm đó thì Phạm Ngũ Lão chưa được phong Nữ Súy đâu ạ. Hả? Bậy. Bậy hết sức. Cậu thì biết cái gì mà cậu nói là được hay là chưa được nào? Anh nói rõ đi. Thì theo cậu thì Phạm Ngũ Lão được phong Điện Súy vào năm nào? Dạ thưa bác, Phạm Ngũ Lão được phong Nữ Súy và được ban tặng hổ phù vào năm 1302. Năm 1288 thì quân Nguyên Mông thất bại lần thứ ba trên đất nước ta. Tức là sau khi đánh đuổi giặc Nguyên được 14 năm thì Phạm Ngũ Lão được phong Nữ Súy ạ. Vì thế ta không thể nói câu chúng ta gặp quân Phạm Nữ Súy thì khổ rồi. Thế thì phải viết lại cuộc thoại này. Đúng rồi đấy. Muốn biết lại cái gì phải đợi ý kiến của hai sếp chứ. Từ từ nghe lại. Này, ý ông thế nào? Chả thế nào cả. Tôi hỏi ông nhá. Ông tin tôi hay là ông tin cái thằng nhãi rành này? Rành con nứt mắt thì biết gì về sử mà. Ông đi ra. Này, cậu cả kia. Tôi nói cho cậu biết nhá. Tôi đọc sách đến mờ cả mắt, đến bạc cả tóc nhá. Hôm nay cậu định đến đây để dạy khôn tôi đấy hả? Dạ không không, cháu không dám đâu ạ. Này, nói cho cậu biết nhá. Đời con dài lắm, không biết lễ nghĩa, rồi con khổ, rồi con khổ đấy. Bập bẹ được vài cái chữ đều mà cũng tinh vi tinh tướng. Đúng là đồ nhà quê, thằng nhà quê. Đúng, cậu Toa Đô nói đúng. Anh chàng này còn nhiều điều phải xem lại lắm. Bác đừng có nói thế. Mấy cái anh kia, tôi nói cho anh biết nhá. Theo lịch sử ấy, anh không đứng ở đây được đâu nhá. Làm sao? Làm sao mà tao không được đứng ở đây hả? Thằng nhà quê đều kia. Đây, đấy anh xem. Cậu lại còn dám nói là cuộc chiến tranh Nguyên Mông là không có Toa Đô. Em hỏi anh nhá, không có Toa Đô thì lấy bố nó vào xâm lược. Càng nói càng ngu, các sếp đừng có chấp nữa. Đúng chúng rồi. Tôi không thèm chấp. Nhưng mà tôi cũng chả hiểu tại sao lại có một cái người trẻ tuổi như thế này lại vừa ngu vừa láo đến thế này. Bác không tìm hiểu kỹ thì bác đừng có nói. Quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm 1285 do Thoát Hoan chỉ huy và tràn từ phía Bắc xuống. Trước đó 3 năm, tức là năm 1282, Toa Đô xâm chiếm Chiêm Thành, cầm quân đánh từ phía Nam đánh lên. Thế tôi hỏi bác, như thế thì làm gì có chuyện ba tướng mà có cuộc họp ở đây mà còn có cả An Tư công chúa nữa hả? Ông mất vai rồi. Quên đi. Thằng kia mày im mồm ngay. Lịch sử và kịch bản đã in rõ ràng như thế, làm sao mà sai được? Đúng. Mày có thích loằng ngoằng? Sao lại có thể có một cái thứ người cản rỡ đến thế là cùng ấy? Nói thật với ông nhá, tôi cũng đến bó tay chấm còm. Bình tĩnh đã nào. Bây giờ ta cứ làm theo đúng kịch bản là được chứ gì? Này cậu kia. Thế cậu lấy những thông tin ấy ở đâu ra đấy? Dạ, trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Bác Tấn Sang cứ về đọc lại thì biết. Đọc lại cái đầu mày ấy. Thằng đầu táo bằng quả nho kia mày quá đáng lắm rồi nhá. Tao cho cả đôi thằng mồm mày nhá. Thôi mày đi, lên em. Để anh, thằng này không của anh không được nhá. Được lắm, mày, lên đi. Đại ca để em. Được. Đã à. Cho nó một trận. Anh em, hết hết, làm có. Anh Mơ, chạy đi anh Mơ. Chạy cái gì, còn lịch sử nữa. Anh thích lịch sử. Lịch sử. Nó đã chạy rồi thì thôi, tha cho nó. Còn cái gì nữa? Thôi. Hôm nay để anh với cả anh Tấn Trang làm vợ em ấy thôi nhá. Bình thường còn lâu. Em nói anh biết. Tất cả các anh đàn chị đầu gấu đầu mèo 500 quận huyện chơi hết với cả em. Nó tuổi gì mà em phải ghen nó? Nó là ai? Được rồi. Anh em nghe thôi. Mình là đại trượng phu. Đúng. Nó đã biết sợ rồi ấy. Tha cho cái loại nó. Tha được mày. Anh em nghe thôi. Tha cho nó. Thức quá anh ạ. Nhưng mà đại ca Tấn Trang nói phải đấy. Đại ca, đúng là đại ca. Tốt rồi, bây giờ tất cả anh em ta vào ngồi đi nhá. Ta làm lại từ đầu. Thôi. Nhân viên, mọi người đang ở đâu? Quay trở lại vị trí cũ. Về vị trí cũ đấy. Em ơi, cho két bia uống hạ hỏa đấy.
Này, mày dỗi hơi sao mà đi cãi nhau với chúng nó? Em mà cãi nhau đâu, bọn đấy hỏi em mới nói chứ. Mà toàn bọn vớ vẩn, đã không biết em nói còn cáu. Thế mấy cái thằng béo béo là bọn nào thế? Bọn đấy là Thoát Hoan này, Ô Bọn Nhi này, Toa Đồ này. Cái gì? Toàn tướng giặc á? Vâng, đây, anh nhạc khiếp luôn. Dạ thế, Quân Nguyên lại sang xâm lược hả? Ngu thế lại xâm lược sao được? Mày nói phải. À, anh Mốc này, anh có thấy hai ông đạo diễn ở bên kịch trông bụi bụi buồn cười không? À, mà này, hai thằng cha trông giống nhau nhỉ? Buồn cười lắm anh ạ. Hai ông ấy lấy bút danh mà chẳng hiểu nghĩa gì cả. Không hiểu nghĩa, có nghĩa là sao? Từ xưa có câu, trọng nghĩa khinh tài. Khinh tài, tức là khinh tiền của tài lộc. Ông ấy bút danh là khinh tài, tức là khinh tài năng. Vượt lên trên tài năng rồi. Thế thì bỏ mẹ nhỉ. Thế còn ông kia? Tấn Trang, anh khiếp chưa? Tố Hữu có câu thơ, dẫu một cây trống trừ giặc Mỹ, hơn ngàn trang sách luận văn chương. Bố già không hiểu, cứ tưởng người ta khen ngợi người đọc nghìn trang sách, bèn khoe là đã đọc cả Tấn Trang, nên bố già lấy bút danh là Tấn Trang. Thế lại càng bỏ mẹ nữa nhỉ. Mà may cho mày đấy là không dây vào mấy ông ấy, chứ không mày dễ trở thành dở hơi lắm em ạ. Em không muốn thế đâu, tại hôm nay em đen quá. Đen quá à? Vâng. Thế thì đi giải đen với anh. Giải đen á? Ừ. Nhưng mà... Yên tâm đi, tất cả nằm trong đầu này rồi. Đi. Chị Thục Trinh, tôi tìm chị mãi. Gớm, khách sạn chị làm ăn kiểu này coi thường khách quá thể. Có chuyện gì thế chị? Tôi đã chấp nhận mua hàng đắt của khách sạn, nhân viên khách sạn bảo đảm là hàng xịn, vậy mà giờ hóa thành hàng dởm. Tôi gội đầu hỏng hết cả tóc, suýt nữa thì hóa thành sư. Đây, tôi gửi lại chị mang về dùng thử xem hàng xịn của chị đi. Chị, tại sao lại có chuyện xảy ra như thế này? Mà tất cả hàng chúng tôi mua đều là hàng của chính hãng mà. Chính hãng? Chính hãng cái con tiểu ấy. Đây, chị thử xem. Bà giám đốc thử xem. Có cái loại dầu chính hãng nào mà bốc mùi khăm khẳm như thế này không? Thôi chết rồi. Tôi bảo đảm rằng chị mà gội đầu sẽ rụng hết tóc, nếu không tôi cứ bé là con kiến. Thôi chết. Thôi được rồi, tôi xin lỗi chị. Chúng tôi sẽ về họp và kiểm điểm lại, rồi chúng tôi sẽ bồi thường lại cho chị. Xin lỗi chị. Thôi, chị muốn làm sao đây này? Bác Mô ơi, Bác Mô ơi, thằng Mỡ nó về rồi đây này. Bác Mô ơi. Ôi giời ơi, khổ quá. Cháu đã nói với bác bao nhiêu lần rồi, không phải ngồi thiền thế này, bác toàn ngồi ngược thôi. Đấy, bác xem, cái chân của bác không chịu tập cơ bản, cứ xoắn vào như quẩy thế này. Bác Mô, cháu đây. Mỡ nhà về rồi à? Khỏe không? Có làm sao không? Cháu không sao. Mày quá, tự dưng cháu mất hút, để cho anh Mốc với bác lo hết cả hồn. Thôi, tường trình vụ việc thật cụ tỉ để cho bác tổng hợp tình hình. Cháu bị người ta ném, nhưng bác xem đấy, cháu có sao đâu. Đấy, chúng nó ném cháu à? Vâng. Chúng nó ném cái gì? Cháu không nhớ, hình như bánh gà tô hay sao ấy bác ạ. Ủa, ném bánh gà tô à? Chúng nó nhiều bánh gà tô thế cơ à? Đúng đấy bác ạ, chính mắt cháu đây này, nhìn thấy thằng Mỡ bị chúng nó ném toàn một bánh gà tô, mà bánh gà tô xịn nhá. Ngoài của, sao mày không cố bắt đi vài cái? Ôi giời ơi, con lạy bố, lúc bây giờ chạy thoát được còn là may đấy. Đầu óc đâu mà nghĩ bánh gà tô nữa mà. Coi như của đi thay người. Bác ạ, nó bảo hôm nay nó đen, bác cháu mình chiêu đãi nó mấy gói mì tôm nhá. Phải chiêu đãi nhà trí thức tương lai một bữa thật tươi. Anh Mốc làm nhá. Em có điện gái. Rồi. Cháu nấu mì. Bác rồi, mì đây rồi. Alo, Hằng à? Anh Mỡ đây. Em dặn mọi người hộ anh, đừng ai để lộ anh ở trên này nhé. Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Anh Mỡ ơi, có chuyện gì thế em? Anh giỏi lắm, ở đây bọn em ai cũng khâm phục anh. Anh có giỏi gì đâu mà bọn em phục. À này, đoàn làm phim đi chưa? Chưa anh ạ, họ vẫn đang liên hoan. Đấy, anh có nghe thấy không?
Hình như họ ăn hết rô phải không? Vâng, họ gọi những hai chai rượu tây cơ, lại còn gọi bao nhiêu là cua, tôm với cá nữa. Thế trưa nay anh ăn gì? Tô mì. Đây rồi, mì đây rồi. Bác Mô và anh Mốc đang làm chim bồ câu với thịt đà điểu. Sao như thế á? Eo ơi. Này, các anh sợ bị đụng hàng nên không ăn tôm cá nữa không không? Ừ, đúng thế đấy. À, em ơi, thôi nhá. Anh gian kẹo hết nhá. À. Cháu nhờ với. Hôm nay ấy, ba bác cháu mình đều vất vả. Bác mua thêm 3 quả trứng luộc để bồi dưỡng sức gân. Ăn xong mì, các cháu ăn cơm nóng với quả trứng luộc. Tươm chán. Dạ vâng. Này, thôi bây giờ tranh thủ vừa ăn, vừa họp giao ban luôn. Không chiều lắm việc lắm, sợ là hội ý không kịp. À, bắt đầu từ ai đây? Thôi được rồi, bắt đầu từ tôi vậy. Báo cáo toàn thể cuộc họp. Theo đúng kế hoạch, sáng nay tôi đã đến tận nhà kho của Tổng Công ty Liên Danh để theo dõi. Tôi phát hiện 2 đối tượng lên xe chở hàng đi. Hiểu rõ tính chất phức tạp, tôi quyết bám sát đối tượng, không bỏ rơi mục tiêu. Mặc dù đường xa, trời nóng, xe ôm đuổi theo xe tải rất vất vả, nhưng tôi đã hoàn thành chặng đường đầu tiên. Sau đó, tôi bàn giao đối tượng cho đồng chí Mốc. Oai, tôi không ai nghe gì à? Được, bác cứ nói đi, bọn cháu vừa ăn vừa nghe. Thế đến lượt Mốc, tiếp tục đi. Trường hết rồi. Vâng. Nó là thế này. Lúc đầu ấy là có 2 đối tượng. Chúng dừng xe tại đây. Và từ đây quả đứng đây. Đến đây, một đối tượng đi vào, một đối tượng đi ra. Tuy là 2 nhưng thực ra cái đối tượng đi ra chính là một đối tượng mới. Có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều câu hỏi cần phải đặt ra, phải tìm hiểu bác, thì cho nó rõ. Bác nát bây giờ để cháu. Sự việc đến đây trở nên vòng vo rắc rối. Cháu nhảy lên xe tải. Khi xe tải dừng lại, cháu tụt xuống và thấy một đối tượng nữa xuất hiện. Bác đi, đối tượng nào thế? Dạ, một người đàn bà. Một người đàn bà? Vâng. Người đàn bà ấy có đi xe không? Không, xe tải đi mất hút. Và cho thấy người đàn bà ấy quay lại nhà của bà ta. Người đàn bà ấy quay trở lại nhà của bà ta. Sao cháu biết? Dạ. Người đàn bà ấy là ai? Dạ không ạ, cháu chỉ biết nhà ấy thôi ạ. Hình như cháu chưa nói hết. Có điều gì đó cháu chưa muốn nói ra. Dạ không. Không đâu ạ. Đúng rồi. Này, bà rất trắng đúng không? Đúng, sao anh biết? Rất béo đúng không? Đúng, sao anh lại biết? Bà ấy chính là đối tượng mà ta phải làm thịt đấy. Ấy anh Mốc, đừng vội vàng kết luận như thế. Mình phải tìm hiểu kỹ đã chứ. Anh định làm gì? Em xin anh đấy hả? Mốc. Làm cái gì mà cuốn anh thế? Tao ăn quả trứng. Thôi, trật tự. Căng quá. Hai cháu này, bác cảm thấy vụ án đang đến giai đoạn nước rút. Mỡ. Dạ. Cháu có trách nhiệm phải quay trở lại ngôi nhà ấy, tìm hiểu rõ sự việc, xác minh rõ ràng người đàn bà ấy là ai. Trong nhà bà ta có những điều gì nghi vấn thì cần phải làm rõ hết. Cháu có làm được công tác này không? Dạ, có ạ. Để làm được công tác này, cháu phải dừng ngay việc dạy thêm cô học sinh đi. Bác Mù nói đúng đấy. Ngoài việc điều tra phá án, em phải dành nhiều thời gian còn ôn thi đại học. Nhưng cháu đã hứa với gia đình cô ấy rồi, là khi nào mà cô ấy được 9 điểm ấy thì không dạy nữa. Hôm trước cả bác cả anh đồng ý rồi mà. Ủa? Thế suốt cái thời gian ấy chưa được điểm 9 á? Chưa. Học tốt thế á? Anh này,
9 điểm khó phết đấy. Chưa được điểm 9 cũng phải dừng ngay lại. Cháu nên nhớ, chúng ta lên đây để làm thám tử, chứ không phải để làm gia sư. Cháu xác định lại đi. Cháu có quyết tâm không? Cháu quyết tâm ạ. Cháu có thực sự quyết tâm không? Bác, cháu thật sự quyết tâm. Được, thế thì tốt. Thôi bây giờ hai cậu đi ngủ chưa? Lấy sức, chiều nay triển khai công việc ngay lập tức. À, bác Mùi, thế còn cơm lắm à? Sâu vào trái tim này có một tình yêu đang dừng cháy, xua đi những nỗi đau dần hơn. Liên này. Dạ, chị bảo gì em ạ? Dạo này khách sạn có chuyện gì không? Sao chị lại hỏi em thế ạ? Vậy mà chị cảm thấy dạo này ở khách sạn có chuyện gì đó khang khác. Em không thấy thế sao? Em không biết, nhưng mà công việc của em thì vẫn thế chị ạ. Em không thấy có điều gì khác thường xảy ra à? Vâng, có lẽ thế. Mốc, dậy đi. Dậy. Cái gì đấy? Đâu? Nó đến rồi à? Đâu? Ui. Anh quá đáng luôn đấy chứ. Ôi trời ơi. Cứ ngủ làm mơ. Anh xin lỗi, có làm sao không? Khổ thế chứ anh lại cứ tưởng cái bọn đối tượng nó đến. Này, xem thế nào chứ. Cứ mỗi lần ra khỏi giấc mơ như cháu này nó mất thời gian quá. Dạ vâng. Đây, đồ nghề của bác. Khổ thế đấy bác ạ. Thời gian vừa qua bận quá không luyện được võ nghệ, cho nên chân tay nó cứ bài hoài, cũng ảnh hưởng nhiều đến đầu óc. Bác thông cảm với cháu nhá. Cả thằng Mỡ nữa, mày cứ suốt ngày chúi mắt chúi mũi vào cái đống sách này rồi chân tay nó teo tóp đi đấy em ạ. Làm gì có thời gian mà tập. Cái thời gian mày lười. Thiếu thời gian, đừng có đổ cho hoàn cảnh. Cốt là mình ấy quyết tâm rồi thì lúc nào mà chả tập được. Đúng đấy. Chứ có tập với cháu ạ. Bác Mù nói rất đúng. Mày cứ hay lười nó quen đi. Thôi, anh với mày ra ngoài cửa múa một bài quyền cho nó sảng khoái. Dạy cho em cái bài La Hán gì nhỉ? La Hán Phúc Đông. Ừ, cái bài đấy em sắp thuộc rồi đấy. Sắp thuộc rồi hả? Thế thì ra mở cửa đi. À vâng. À mà này, anh với mày đánh từ cửa cho tới cầu thang là hết một bài, biết chưa? Vâng. Ok. Bác ạ,
Tập cho em nó như thật nhá. Quen chồng bác như đi ăn ốp ấy. Bác ạ, bọn cháu ra trước, bác đi sau nhớ đóng cửa đấy nhá. Rồi. Kim kê độc lập, sông Long qua hải, sư tử vô môi, kinh thiên động địa, điệu hổ ly sơn. Kim kê độc lập, sông Long qua hải, sư tử vô môi, quanh quanh chút. Đánh thế à? Ừ, nhanh thì nó mới là võ chứ, không nhanh thì đánh ma. Nào lại bác môi. Bác gọi bác ra. Bác mơ. Phải mơ gọi bác không? Ôi này, hôm nay âm thanh nó làm sao ấy nhỉ? Tức cứ như dở dời à? Hả? Cháu có gọi đâu? Bác Mô ơi, đằng sau kia kia. Bác Mô, tôi đây mà. Ôi, Tục Trinh, Tục Trinh chờ tôi đấy à? Tôi có chút việc muốn gặp bác, không biết bác có rảnh không? Ôi, được chứ, thì ngay bây giờ. Vâng, nếu như không phiền bác. Không phiền một tí nào cả. Thế nhưng mà chúng mình gặp nhau ở đâu? Thế này bác nhá, nếu như ở phòng tôi ấy, thì không được, bởi vì lát nữa tôi có khách. Hay là ta vào phòng bác có được không ạ? Phòng tôi à? Phòng này à? Bác Mô ơi, chúng cháu đi trước nhá. Cháu chào cô Tùng Trinh. Chào cháu nhá. Ta đi chứ bác. Úi giời. Dạ, mời Tùng Trinh vào. Cảm ơn bác. Dạ, mời Phục Trinh vào trước. Bác Mô. Cái gì? Bác nhớ là phải giữ bí mật, hiểu không? Cho dù bác có bị ôm vào đâu ấy, thì bác phải hết sức bình tĩnh. Không bình tĩnh là hỏng hết việc đấy, bác nhớ chưa? Ê, mày dạy việc. Khổ quá, cháu đã nói với bác rồi, phải bình tĩnh. Ông kệ tôi. Anh, hai tướng, đi làm nhiệm vụ đi. Dạ, dạ. Được rồi, bác cứ vào đi. Mày cười cái gì đấy? Khổ thân bác ấy, cứ rung gió vào như cua gặp ếch ấy. Thế là mất thêm mắt xích nữa. Mày đi đâu bây giờ? Em đi theo dõi bài béo trắng. Thế còn anh? Tao theo dõi xuất nhập khẩu của công ty liên doanh. Vắng bác Mô, chắc tao lại phải khinh công lần nữa. Bác Mô đấy phải không? Vâng, Trần Mô đây. Bác Mô ạ, tôi bối rối quá. Mô cũng thế, Mô cũng rất bối rối. Hai người gặp nhau, hai người chào nhau, hai người cùng bối rối, tức là hai người đã đồng cảm. Mà một khi đã đồng cảm thì việc gì hai ta cũng vượt qua. Thục Trinh bình tĩnh, Thục Trinh thư giãn đi. Bác Mô ạ, chuyện hôm nọ ở khách sạn bác nói với tôi ý, tôi muốn bác nhắc lại, bác còn nhớ không ạ? Ôi nhắc được chứ, nhớ chứ. Ôi trời ơi, sao Thục Trinh không hiểu rằng khi Thục Trinh đã muốn là bao giờ Trần Mô cũng sẵn sàng đáp ứng. Trần Mô nhớ ra rồi, bây giờ Trần Mô nhắc lại này. Bác nói đi, hay là bác quên rồi? Câu chuyện gì quan nhỉ? Trọng như vậy mà bác cũng quên được sao? Thục Trinh ơi, Thục Trinh có thể gợi ý cho tôi câu đầu tiên được không? Chán ghê cơ, chuyện chết người như vậy mà bác cũng quên được. Bác lại còn nhờ tôi gợi ý thì còn nói làm gì nữa. Thôi, thế thì thôi, vậy chào bác. Thục Trinh đừng đi, tôi nhớ ra rồi. Bây giờ thì tôi nhớ rồi, dứt khoát là tôi nói được đây này. Bác nhớ rồi thì bác nói đi. Câu đầu tiên tôi nói với Thục Trinh là Thục Trinh cứ yên tâm, có đúng không? Đúng. Úi giời ơi, đúng rồi. Câu thứ hai tôi lại cũng đã từng nói với Thục Trinh rằng một khi đã có chúng tôi ở bên cạnh thì Thục Trinh không sợ gì hết, đúng chưa? Đúng, vậy là bác đã nhớ ra rồi đấy. Úi giời ơi. Thế mà suýt nữa chỉ quên. Sao cái đầu óc của mình ngày xưa nó khá lắm mà bây giờ nó chán ơi là chán chứ gì. Thục Trinh,
đừng nhìn tôi như thế, đừng quá căng thẳng như thế, hít thở đi, Tùng Trinh hít thở đi, hít thở đi cho không khí nó vào trong người cho nó mát hết ruột gan. Tôi nói tiếp Tùng Trinh nghe nhé. Con người ta sinh ra ấy, nó cứ dăm tỉ nơ tơ rông thần kinh ấy. Cái nơ tơ rông này nó không sinh ra mà hàng ngày nó lại cứ mất dần đi từng tí một thì có buồn không? Nhưng mà bác đã nhớ ra rồi đấy chứ. Rồi ôi, hồi tôi làm một đội trưởng đội dân phòng ấy, các nhà khoa học người ta xếp đầu óc tôi là vào cái vị trí là hơn 200 IQ đấy. Thế ạ? Ôi ấy thế mà bây giờ quên tiệt, buồn ơi là buồn. Thôi bác Mô ạ, có gì đâu mà buồn hả bác? Bởi vì già rồi, ai mà chả hay quên. Thôi thế này nhá, thế thì để tôi nhắc lại, để cho bác vui vậy. Ôi Thục Trinh đã nhắc thì Trần Mô rất vui. Vâng bác ạ. Chuyện hôm nọ bác nói ở khách sạn ấy là không chỉ đơn thuần là buôn bán hàng giả mà còn liên quan đến một đường dây làm hàng giả lớn. Như thế bây giờ bác còn ý nghĩ đấy không ạ? Còn chứ, bây giờ tôi lại càng khẳng định điều đó. Vâng, thế bác thử nói rõ xem nào. Ừ, thực tình là tôi không muốn giấu Thục Trinh điều gì cả. Thế nhưng Thục Trinh phải hứa là giữ kín chuyện này cho tôi. Vâng, tôi xin hứa. Dạ vâng, vậy xin mời. Xin mời. Cảm ơn bác. Thế này, Thục Trinh ạ, khi chúng tôi đang điều tra về một vụ buôn bán hàng giả liên quan đến khách sạn của Thục Trinh thì chúng tôi lại phát hiện được một đường dây buôn bán hàng giả khác cũng lại liên quan đến khách sạn của ta. Ôi dồi ôi, thế có nghĩa là cái khách sạn Vui Vẻ này liên quan đến hai đường dây buôn bán hàng giả? Sao lại nhiều thế ạ? Tôi không hiểu bác ạ. Đấy đấy, sự thực đó là như thế đấy. Bác Mô ạ, quả thực là tôi không hiểu như thế nào cả. Chúng tôi đơn thuần chỉ là kinh doanh khách sạn, vậy mà tại sao lại có nhiều đường dây liên quan? Nhiều đường dây tôi... Thế này nhá, tôi dùng những cái hình tượng thật cụ thể nhá. Vâng. Tôi giải thích để Thục Trinh rõ nhá. Tôi giả thử Thục Trinh là cái đĩa này. Tôi là cái đĩa. Vâng. Thế cũng được ạ. Tức là khách sạn của Thục Trinh ấy là cái đĩa này. Khi chúng tôi đang tìm hiểu cái đĩa này thì chúng tôi phát hiện được một đường dây buôn bán hàng giả nó đã chui vào trong đĩa từ lúc nào không rõ. Tức là cái chén này là cái đường dây hàng giả đó nó chui vào trong. Là cái chén này ạ. Vâng. Khi chúng tôi đang điều tra về vụ buôn bán hàng giả là cái chén này lần thứ nhất thì chúng tôi lại phát hiện được một đường dây buôn bán hàng giả là một cái chén thứ hai. Cái chén này nó lại chui vào trong cái đĩa này. Là cái chén lại chui vào trong cái đĩa. Và thật hết sức bất ngờ, trong buổi họp giao ban trưa nay chúng tôi lại được thông tin về một cách hết sức đột xuất là xuất hiện một cái chén thứ ba. Vấn đề nghi vấn đặt ra là có rất nhiều khả năng cái chén thứ ba này nó cũng sẽ... Thôi, nhiều quá. Trước sau cái chén thứ ba này nó cũng sẽ chui vào trong cái đĩa. Thảo nào gần đây tôi thấy khách sạn Vui Vẻ có một cái gì đấy khang khác. Thục Trinh nhìn xem, đĩa thì bé, chén thì to, nung núc thế này chật cứng cả rồi, quá khác là đằng khác. Bác ơi bác, tình huống đã như thế này rồi, bác có cách nào giải quyết không hả bác? Vì thế cho nên phải tháo gỡ, phải mạnh tay, phải cương quyết, phải khôn khéo. Ấy, nó là thế đấy. Nó là thế đấy. Bác có thể làm thế được không ạ? Có chứ. Ba em mà quyết tâm làm bằng được. Bác ơi, tôi xin bác, bác hãy giúp chúng tôi. Bác hãy giúp công ty 3M hãy giúp chúng tôi làm sạch chén đi. Làm sạch khách sạn đi. Vâng, làm sạch khách sạn đi ạ. Để cho khách sạn đàng hoàng, chính đáng đi. Vâng ạ. Quét sạch hết cái bọn mua lão này đi. Một khi Thục Trinh đã yêu cầu và ba em mà đã quyết tâm, đố thế nào cưỡng lại được. Chết quá cái bác này. Cháu chào bác ạ. Bác sắp đi đâu ạ? Bác sắp đi xa ạ?
Chắc là bác đang chờ xe đến đón. Không. Chà My đâu rồi bác? Cháu đến dạy em học ạ. Nó chờ cháu trong nhà ấy. Cháu vào đi. Cháu xin phép bác ạ. Mở này. Dạ. Con Trà My được điểm 9 chưa? Dạ chưa ạ. Em ấy mới được mấy điểm 8. Bác hỏi thế là sao ạ? Lần trước cháu nói với bác, bác chờ con Trà My được điểm 9. Sao lâu thế? Dạ cháu sẽ cố ạ. Anh được 9 điểm rồi, anh thưởng cho em đi. Khẽ thôi, khẽ thôi. Bố em nghe thấy bây giờ. Sao lại thế hả anh? Anh tưởng em được 9 điểm thì bố em phải vui chứ. Tất nhiên là bố em vui. À này, bố em đã biết em được 9 điểm chưa? Chưa ạ. Lúc nãy em định đưa khoe bố, nhưng thấy mặt bố cứ khó đăm đăm nên em không dám. Vậy thì tốt rồi. Nghe lời anh đi nhá. Mà này, 9 điểm em để ở đâu? Em để trên bàn đi. Bám theo hai chiếc xe tải kia, giữ cự ly 200m nhé. Đi. Chậm chậm thôi, đừng chát quá. Đi theo chỗ nào anh? Theo trước kia. Sao không đi thẳng đường đẹp hơn? Ủa cái ông này lắm chuyện đấy nhỉ. Cái kia đi đâu tôi biết rồi, còn cái này thì chưa. Rẽ trái nhanh. Cố lên, sắp được nghỉ giải lao rồi. Ôi ơi, xe đi qua khách sạn rồi kìa. Biết rồi, có bị mù đâu. Không bị giải lao hả anh? Lúc đang nghỉ đâu mà mình nghỉ, chạy tiếp. Quái lạ. Sao lại là bà này? 15 triệu chọn gói. Bà nói chọn gói nghĩa là thế nào ạ? Tức là từ khi các ông tìm được ông nhà tôi, các ông phải dẫn giải ông ấy về tận đây. Về tận đây? Dẫn giải à? Điều đó thì hơi khó với chúng tôi một chút ấy. Hơi khó đấy cô ạ. Có gì là khó? Bây giờ buôn bán hàng giao đến tận chân công trình. Hàng giao thì tiền mới xuất. Tôi làm ăn như vậy đấy. Xe chạy rồi mày có đi theo không? Không. Con mồi trong này quan trọng hơn. Cho xe vào kia. Cháu chào cô ạ. Không. Sao bây giờ lại hóa ra người này? Cụ mỡ vào đầy khá thật đấy. Thôi, công việc như vậy là xong rồi, té thôi.
Chào cháu Hoa. À, cháu đang làm vệ sinh phòng đấy hả? Dạ, chào bác. Hôm nay bác ở nhà ạ. Cháu thấy anh Mỡ với anh Mốc đi lâu rồi ạ. Hôm nay bác làm việc ở nhà. Ok bác ơi, bác đừng làm thế ạ. Không nhỡ may khách hàng nhìn thấy lại tưởng cháu mang hàng cũ vào cho khách thì chết. Anh Thái. Hả? Anh xem ông ấy làm gì mà bới hết hàng của em ra. Anh ra nói với ông ấy một câu hộ em. Ông ấy bới hàng của em ra thì em phải nói với ông ấy chứ. Nhưng mà em không tiện nói. Vì dù sao thì em với anh Mỡ cũng là bạn mà. Ai thế? Thì bác Mô ở phòng 306. Đây anh xem. Đấy đấy. Lọ nào cũng đổ ra tay làm cũ hết hàng của em đi. Hoa ơi, ra bác nhờ tí Hoa ơi. Ra đi, xem ông ấy nói gì. Đừng để lộ anh ở đây nhé. Dạ. Này cháu ơi, cháu lấy ở đâu ra những cái lọ này thế? Ở trong phòng kho bác ạ. Trong phòng kho à? Vâng ạ. Cho bác vào phòng kho tí đi, bác có chút việc cần. Không được đâu bác, người ngoài không được vào phòng kho. Vì đây là nội quy của cô Thục Trinh ạ. Ôi, cháu đừng ngại. Nhất định là cô Thục Trinh sẽ đồng ý cho bác vào kho đấy. Nếu thế thì bác để cháu hỏi ý kiến cô Thục Trinh bác nhá. Cháu cứ đi hỏi cô ấy đi. Nói rằng bác Mô muốn vào phòng kho có chút việc. Dạ nhá. Vâng ạ. Cô Thục Trinh đấy ạ. Cháu Hoa ở buồng phòng đây ạ. Cô đồng ý cho bác Mô lên phòng kho ạ? Dạ dạ. Bác ấy muốn đi đâu cũng tạo điều kiện cho bác ấy đến ạ? Dạ vâng. Vâng, cháu sẽ làm theo lời cô ạ. Vâng ạ. Bác Mô ơi, cô Thục Trinh đồng ý rồi ạ. À thế hả? Tốt quá. Đấy, bác đã bảo mà. Cháu mời bác ạ. Này, khoan cũng vào phòng kho. Đưa bác xuống nhà ăn kia đã. Bác cứ yên tâm ạ. Cô Thục Trinh dặn cháu, bác muốn đi đến đâu thì cháu cũng sẽ tạo điều kiện đưa bác đến ạ. Thục Trinh đúng là người lường trước được mọi sự việc. Không có gì qua được mắt cô ấy. Dạ. Ta đi đi. Vâng ạ. Trinh là người như thế sao? Alo, mày đang ở đâu ấy? Có động rồi. Mày chuẩn bị sẵn sàng chờ tao. Có việc gì tao gọi là mày phải tới ngay. Nghe rõ chưa? Có cần xem xét gì ở đây không ạ? Có chứ, cần xem xét rất nhiều thứ. Dạ vâng ạ. Có chuyện gì đấy? Bác nhờ hai cháu này giúp bác một tay nhá. Dạ vâng, có việc gì bác cứ nói đi ạ. Làm thật nhanh. Lấy hết rượu xuống, mỗi chai rót ra một chén. Mỗi chén rót một ít, thế nhá. À, bác ơi, không được thế đâu ạ. Đây là lệnh của chị Thục Trinh đấy. Lệnh gì mà lạ thế? Tớ cũng không biết. Tớ không uống đâu đấy. Ừ, nhanh lên. Bác chờ cháu một chút ạ. Rót hết chỗ này à? Ừ. Mỗi chén mới ít thôi. Ừ. Ừ.
Bác uống thử đi ạ. Mang cho bác cửa sổ nhập hàng ra đây. Mang cho bác ấy đi. Kém quá. Khả nghi. Cửa nhập hàng đấy ạ. Không sao. Tiếp tục. Dạ vâng. Bác có cần đồ nhắm không bác? Ôi trời, bác đang làm việc chứ có phải là nhậu nhẹt gì đâu mà nhắm. Thế các cháu chưa được nghe phổ biến à? Chưa ạ. Rượu không tốt ạ? Không tốt. Xuống kho. Bác ơi, nhưng mà ở đây còn nhiều rượu lắm ạ. Bác phải xuống kho để kiểm tra số liệu. Vâng ạ. Có tiếng gì đấy nhỉ? Ở xung quanh đây có ai sửa chữa nhà cửa gì không? Dạ không có bác ạ. Ôi rõ ràng nghe như là có tiếng khoan cắt bê tông à. Cháu cũng nghe thấy bác ạ. Tiếng rít ghê quá. Động đất nhỉ. Mà thôi, cũng chẳng ảnh hưởng đến bố con nào nào. Đi xuống ngõ bác đi. Thế là bác ạ. Bác ơi. Thế cháu đậy rượu lại cho đỡ hả? Thì kẹo nữa bác lấy mà uống ngốc nhá. Cũng được. Cho thằng Mốc về dọn ngay. Dạ vâng. Đi. Anh Thái. Thằng này nó theo dõi mình suốt từ nãy giờ đấy. Thằng nguy hiểm quá. Nên lúc nó ngủ say thế này, bác cháu mình xuống kho ngay. Không nếu nó đi theo thì rất nguy hiểm, hỏng hết việc. Thế nhá, hiểu ý chưa? Cháu hiểu rồi. Làm luôn. Tôi làm hà cớ gì mà ông lại cứ xía vào việc của tôi, bắt tôi không được làm việc này rồi lại bắt tôi không được làm việc kia. Thế hàng ngày ông đi chơi bời trai gái đĩ bộ, tôi có cấm cản ông không? Này bà đừng có mà nói bừa bãi. Bà thừa biết mỗi lần tôi đi là để tiêu dao giải sầu, chứ tôi không chơi bời hư hỏng gì cả, tôi không làm ảnh hưởng gì đến gia đình. Nhưng còn bà đang gây hại cho cái nhà này đấy. Phủi phui cái mồm ông đi. Công việc làm của người ta đang tốt thì toàn nói những cái điều xúi quẩy. Bà tưởng mấy cái đồng tiền bà kiếm được là ghê gớm lắm ấy.
Tôi yêu cầu bà dừng ngay cái việc làm của bà lại, kẻo hối không kịp đâu. Đấy, lại nói điều xui quẩy. Tôi hỏi bà một lần cuối, bà có dừng ngay cái việc làm của bà lại không? Tôi không dừng đấy. Thì ông làm gì tôi nào? Bà lại thách đố tôi à? Bà có nhìn thấy cái gì kia không? Trời ơi. Vẫn thế. Tôi trả lạ đấy. Ông thích đi thì đi đi. Bà nghe cho rõ những điều tôi sắp nói đây. Ai đấy? Tôi bắt cháu. Chuyện gì đấy? Dạ, cháu lại quên quyển sách ạ. Vào mà lấy. Anh Mỡ, bố em sắp bỏ đi rồi. Sao em biết? Anh không thấy đồ đạc bố em xếp đầy ra đây à? Đánh vào đây là bố em sẽ bỏ đi đấy. Lần nào cũng thế à? Vâng, lần nào cũng thế. Ông định nói gì? Bằng tay hay là bằng mồm? Đấy, anh thấy chưa? Bố em sắp nói bằng tay đấy. Lẽ ra tôi nói bằng cả hai thứ đấy. Nhưng lần này tôi còn đợi. Đợi gì? Đợi cứu viện à? Cái ngữ bà mà tôi phải cần cứu viện. Tôi đợi điểm 9. Bố em nói thế là như thế nào anh? Em đừng để ý chuyện đấy. Chắc bố em hẹn ai tên là 9 đấy mà. Im đi. Im đi nào. Đừng ngủ đi. Vơ phẩn. Em giàu muốn gì? Muốn gì à? Bà muốn gì? Em bị điên à? Họ sắp đánh vào đây đấy. Chạy đi anh. Còn chờ điểm 9. À! Đúng là đồ dở hơi. Sao bố mẹ vui chứ? Không bao giờ em là điểm 9 nữa. Không bao giờ. Em đi qua chuyến đò, thấy con sông đang nằm ngủ. Con trăng là quan trọng, sông tên lãng phù. Em đi qua chuyến đò, thấy con trăng đang nằm ngủ. Trăng ơi mày quá tệ, mày đi nhờ chóng về.
hai bốn quen quá nhỉ. Quái gì nhỉ? Thôi, anh Thái ạ. Cô làm cái trò gì đấy? Em xin lỗi anh ạ. Sao lại rót cả một dãy rượu ra thế này? Rót cho ai? Nói! Em rót cho bác Mô ạ. Rót cho lão Mô. Tôi nhớ rồi. Tôi lại nhớ ra rồi. Lão Mô đâu? Dạ. Hả? Em không biết ạ. Sao? Chị Thục Trinh. Chị Thục Trinh ơi. Có chuyện gì đấy hả? Chị Thục Trinh. Chị xem nhân viên nhà hàng. Này. Rót cả một đống rượu ra kia kìa. Lại còn đổ vào đầu tôi nữa. Chị ngửi xem có hôi không? Cậu đứng lui ra. Cậu làm tôi chết sặc vì mùi rượu bây giờ đấy. Còn tôi ấy, thì suýt chết đuối vì rượu đấy. Chị phải kỷ luật. Cắt lương. Cắt thưởng. Nhưng mà chị ơi, em chỉ làm theo lệnh của bác Mô thôi. Làm theo lệnh của lão Mô. Lão Mô là cái quái gì mà sao cô ngu thế nhỉ? Này, cậu Thái. Chính tôi ra lệnh cho các cô ấy làm đấy. Thì ra là thế. À, thì ra là thế. Được, các người chơi tôi chứ gì. Tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ, nhá. Cậu định dọa chúng tôi phải không? Tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Đợi đấy. Chị ơi, sợ lắm ạ. Cứ bình tĩnh. Chiến một, mày đến ngay với anh. Bọn nó chơi anh. Mày đến ngay. Mày mang cả đồ nữa đó. Mày phải rửa nhục cho anh. Oh, madame, et moi, de Maren. Bác với cả chị tìm ai ạ? Bố nói to như thế mà họ không nghe thấy à? Hay là không hiểu tiếng Việt? Thôi, mình thông cảm cho họ đi con. Đất nước mở rộng mang giao rồi. Cái khách sạn lớn như thế này á, thì có khi nhân viên họ nói tiếng Anh giỏi hơn là tiếng Việt ấy. Để bố xử lý. I want you to write letter công ty Bama. What's his name? Nó trả lời mình hả con? Có lẽ thế bố ạ. Tiếc quá, con lại không biết cái từ điển. Mình cứ ăn ngang nói người Việt dễ hiểu nhau hơn. Cứ để hình ấy. Why from công ty Bama ở here Amit NC. Nói chuẩn như thế chắc là hiểu. Ui giời ơi, mình nói như thế mà nó mà không hiểu mà. Thì thôi, mình đi về, kệ mẹ hả? Bác ơi, bác nói tiếng Việt chuẩn thế rồi thì việc gì bác phải nói tiếng Anh cho mệt ạ? Thế bác tìm ai ở công ty 3M bác? Why am you biết ông Trần Mô? Trần Mô? Oh yeah, Trần Mô. Trần Mô. Chị ơi, thế bây giờ em phải nói với họ bằng tiếng Việt hay tiếng Anh ạ? Thôi được rồi, cứ nói theo họ. Thế này bác ạ, bác và cô đây đến tìm gặp bác Trần Mô. Cũng coi như là khách quý của chúng tôi rồi. Vậy xin bác cứ đợi ở đây, lát nữa bác Trần Mô sẽ quay trở lại. Em chăm sóc khách cho chú đáo nhé. Vâng ạ. Chào bác, chào cô. Bác ơi, mời bác với chị vào bàn ạ. Cảm ơn bác ạ. Em với chị. Bác với chị dùng gì ạ? One coffee, noir coffee, milk. Dạ vâng ạ. Ba. Sao dạo này bố cứ dùng ngoại ngữ thế? Sinh hoạt rất bất tiện. Thì mày tưởng tao nói thì sướng lắm đấy à? Đau hết cả mồm đấy này. Tao nói chẳng qua là vì thằng Tony nó quyết chí lấy mày, nên tao cũng quyết chí học ngoại ngữ. Nhưng Tony là người Pháp, anh ấy không có nói tiếng Anh. Đấy. Chính vì thế tao học tiếng Anh nó mới sợ chứ. Dạ, cảm ơn bác ạ. Thank you. Thank you, chị. Merci. Bác ạ. Chỉ đi một vòng thôi mà khối chuyện đã hẳn ạ. Thế ạ? Này, trước sau bác cũng sẽ tóm được cái ổ của tò vò. Đấy, rồi cháu xem. Bố đứa nào chạy thoát. Đấy,
Con nhìn kìa, Mr. Trần Mô đấy. Đấy, tác phong làm việc của bác anh nhanh nhẹn chưa? Thật đúng đồng tiền bát gạo đấy. Bố đã giới thiệu bác Trần Mô với công ty liên doanh của Tony á, thì các con cứ yên tâm đi. Tony rất hài lòng. Anh ấy gửi con mang biếu công ty 3M chút tiền thưởng. Cái gì tiền thưởng? Đã làm xong việc đâu mà thưởng. Nhưng Tony thích thế. Anh ấy hài lòng nên mới quyết định thưởng. Thôi khẽ thôi. Thưởng bao nhiêu? 3.000 đô. Cái gì? 3.000 á? 3.000 đô. Thế ở trong ấy có phần của bố chưa? Bố buồn cười thật. Bố có ở công ty thám tử 3M đâu mà đòi có phần. Bố làm thế là Tony nó cười rồi đấy. Mày, ít ra thì bố cũng có công chỉ trỏ mối lái, phải tính cho bố chứ mày. Còn mỗi chỗ này thì thôi. Bác ơi, bác có khách đây ạ. À, sắp ra rồi, sắp ra rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chỉ vài ngày nữa là tao tóm được cổ mày á. Just clap your hands. Tony. Trông cái thằng kia giống thằng Tony quá. Hóa ra là không phải. Ui, quá. Tôi thấy bố mừng với lại con rể thế con rất vui. Ừ, vui chứ, vui chứ, vui chứ. Ui giời, mừng quá. Tony nhắn tin bố ạ. I love you so much.